Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nạn ô nhiễm môi trường đang là mối quan tâm của toàn xã hội và đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường ở các vùng nông thôn từ chất thải, rác thải trong sinh hoạt, chăn nuôi cho đến sự lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, vấn đề rác thải đang rất cần thiết và rất cần sự quan tâm của các cấp quản lý trong việc chỉ đạo, thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường nông thôn và cho người dân. Với vị trí là nơi thượng nguồn của hai con sông lớn là sông Hồng và sông Chảy, có cửa khẩu quốc tế cầu nối của thị trường Tây Nam Trung Quốc trên hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Lào Cai đang từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế, song cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, chịu sự tác động nặng nề của việc tăng trưởng sản xuất công nghiệp, dịch vụ và đô thị hóa. Mặt khác, xử lý nước thải tại các khu đô thị trên địa bàn cũng đang là vấn đề cấp thiết. Hầu hết các khu đô thị trên địa bàn chưa được đầu tư hệ thống xử lý rác thải vân vân. Vì vậy, khu vực đô thị đang có dấu hiệu bị ô nhiễm môi trường. Tôi cũng xác định rằng là khoa học công nghệ chính là cái nguồn lực quan trọng để thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội một cách nhanh và bền vững. Vì vậy, ngoài việc ứng dụng khoa học công nghệ cho chuyển giao tiến bộ cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp dành cho chế biến sâu các loại khoáng sản để do các sản phẩm nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp và dịch vụ, thì vấn đề môi trường là một trong những vấn đề mà tỉnh Lào Cai hết sức quan tâm. Với mục tiêu cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, nâng cấp hạ tầng thị trấn Sapa, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đô thị, nâng cao nhận thức và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, tỉnh Lào Cai đã xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Lào Cai. Chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Cơ quan Phát triển Cộng đồng Pháp làm chủ đầu tư, Viện Nghiên cứu Thiết kế Chế tạo Máy Nông nghiệp Bộ Công Thương giám sát thực hiện cung cấp thiết kế chế tạo công nghệ và lắp đặt thiết bị. Lần này thì chúng tôi hỗ trợ về xây dựng cái nhà máy xử lý chất thải rắn tại thành phố Lào Cai. Nhà máy này có nhiệm vụ là thu gom rác thải của thành phố Lào Cai, một phần của Sapa và một phần của Bát Sát, với công suất tối đa là 147 tấn trên ngày, để góp phần để giảm thiểu được cái việc là trước đây tập trung chủ yếu là chôn lấp, mất một phần diện tích rất lớn. Thứ hai nữa là rác chờ phân hủy, cho nên là nó gây ô nhiễm về không khí, đặc biệt là ô nhiễm về nước ngầm. Và vấn đề này thì khi xây dựng nhà máy thì sẽ khắc phục được những hạn chế đó. Nhà máy xử lý rác thải thành phố Lào Cai được xây dựng các hạng mục nhà xử lý sơ bộ, nhà lên men ủ, nhà tinh chế và các phòng chức năng khác. Khu xử lý rác thải được quy hoạch với tổng diện tích 30 ha, trong đó phần diện tích xây dựng các hạng mục công trình thuộc nhà máy là 4 ha, phần còn lại là bãi trộn lấp rác hiện tại và dự án mở rộng, vành đai cây xanh bảo vệ môi trường. Tổng vốn đầu tư 81,25 tỷ đồng, trong đó vốn vay AFD là 66,3 tỷ đồng, vốn đối ứng là 14,95 tỷ đồng. Nhà máy có công suất xử lý trung bình từ 100 đến 147 tấn rác một ngày. Rác thải sẽ được xử lý, chế biến thành phân hữu cơ, phân khoáng và thu hồi các thành phần có thể tái chế được nhằm giảm tối đa lượng rác chôn lấp trực tiếp, đảm bảo vệ sinh môi trường. Công trình này không chỉ mang lại hiệu quả đặc biệt về môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh. Đặc biệt, sau khi nhà máy xử lý rác thải đi vào hoạt động, một phần rác hữu cơ được tái chế thành phân vi sinh cung cấp cho sản xuất nông nghiệp địa phương. Số còn lại là rác thải vô cơ như nhựa, giấy sẽ được tái chế sử dụng. Đây là dự án lớn đầu tiên về lĩnh vực môi trường trên địa bàn Lào Cai để xử lý toàn bộ chất thải rác sinh hoạt thu gom được trong phạm vi 3 đô thị là thành phố Lào Cai, Bát Sát và Sapa. Qua những năm vừa rồi thì viện cũng đang nghiên cứu rất kỹ các đặc tính của rác cũng như là cái nguyên lý mẫu máy tham khảo của nước ngoài. Đưa ra là cái thiết bị của viện đã vừa rồi là xử lý cho cái công ty một thành viên đô thị Lào Cai là ở thành phố Lào Cai rất là tốt. Thứ nhất là nó hoàn toàn cái công nghệ chế tạo và lắp đặt tổng đồng bộ ở trong nước. Mà tuy nhiên dựa trên cơ sở là giám sát, tư vấn giám sát về công nghệ và tư vấn giám sát về lắp đặt là của Pháp, tổ chức Bering của Pháp thì cũng đánh giá rất là cao về cái tính chuyên nghiệp của viện. Trong tính chuyên nghiệp, ngành vấn đề là về từ khâu thiết kế, từ khâu chế tạo, từ khâu lắp đặt như là cách thức vận hành và trong suốt quá trình là hơn một năm trời từ khâu thiết kế, chế tạo, lắp đặt và đi vào sản xuất. Sau hơn 12 tháng thi công lắp đặt và vận hành chạy thử, công trình xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố Lào Cai đã đi vào hoạt động, giải quyết việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị, tận dụng nguồn rác thải để tái chế và sử dụng rác thải thành phân hữu cơ sử dụng cho nông nghiệp, góp phần tạo môi trường sinh hoạt trong lành, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp.